giờ bánh bao ăn tới bánh bao ăn uống. Bánh bao đó. Ăn ăn kiểu Mỹ. Cái nói gì bơ hả? Đó, đút vô miệng ăn đi con. Con để cho nó tự bắp. Trứng hả? Nó nhai đó. Nhai đó. Thường em bé vậy đó, bỏ vô miệng nó sẽ nhăn cái mặt rồi nó là lẹt, nhưng mà không sao chứ. Đã chưa quen á. Dạ. Nó tập nhai. Để đưa mà miếng này tốt. Nhăn mặt. Đỡ bóc đi vô. Hả? Hả? Phải coi nó 100% luôn á, không được bỏ đi á, tại vì nó khổ. Dạ. Dính cái miệng rồi nè. Dính cái miệng rồi. Dính cái miệng rồi, Tú ơi. Tú ơi là Tú ơi. Con ăn mà giống như con làm diễn viên nha. Ăn cái miệng dính 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 trứng luôn. Bao can nó dữ lắm, can hoài luôn, liên tục cho nó được anh học đẹp nhất cái mình lấy ra. Nhưng mà cái nào đẹp trên hết rồi, em tiếc là em không có nữa chứ. Mình nuôi chụp hình quá trời. Cái miệng quá. Nó cầm cái miếng bơ á, rồi đó. Từ từ nó quen á. Dạ, bánh bao nhai mà ngoại cơi cơi, nhai mà ngoại cơi cơi, nhai đi, ồ, nhai đi, nhai giỏi rồi nè, ồ, quá giỏi luôn vậy đó hả, trời ơi, cái kia, giỏi luôn vậy đó, ôi, nhai giỏi quá à. Cười, ồ, đó, ốp vô, ồm con, giỏi quá. Ôi ơi kìa ơi, những cái miệng tới ăn nữa kìa. Tém vô kìa, trời ơi kìa. Cái miệng ăn thấy thương quá à. Ê con, nè, mầm á, anh bao ơi. Bao à, bao ơi, ngon không con, ngon không hả, ngon không? Ôi đó, đợi uống nước. Wow, chung cho uống sữa. Ừ, vậy cũng tốt, đó, nãy không có để sữa gì đây, cho uống sữa. Ba ơi, ba à. Ngon con. À, ngon. Bữa nay con thoải mái quá à. Con bốc rồi vui hen. Vui quá ha không? Ăn không có cự đó ngoại ơi. Hôm nay ăn không có cự đó. Anh
rau uống sữa vô nè. Đó, giỏi quá nè. Ừ, dạ. Ba ơi, ngon con? Hả, ngon không? Trời, hẻ lưỡi rồi đi kìa. Trời ơi, thoải mái quá hai con. Hôm nay không có bị bà ngoại ép nha. Trời ơi, không bị ngoại ép rồi. Nghe không con? Sung sướng phải không? Thoải mái phải không? Có hai bàn tay kìa. Trời ơi, có cái bàn tay kìa. Đó. Thấy cái bàn tay chưa? Everything got into his pocket. Vui hả con? Vui đó phải không? Bánh bao à. Tôi dừng bắt đầu phun nha. Cũng mắc cỡ lắm nha. Khi mà ví dụ mình nói một lỡ một cái gì đó, cái kiểu như tôi mày khi nó đã qua rồi.